Đồng chí Lý Tứ, cô nói chậm một chút, cô nói nhanh quá, tôi không nhớ nổi. Lúc nãy cô nói cái gì? Không những làm ăn với người ngoài, mà có thể làm ăn với người trong nhà. Chắc chắn rồi, còn có thể làm ăn với kẻ thù. Anh không muốn lấy tiền trong túi kẻ thù bỏ vào túi của mình à? Đương nhiên là muốn. Nhưng mà cô có thể cho tôi một ví dụ phải làm ăn như thế nào không? Anh Tiêu à, dùng Triệu Dương này có những gì? Có mỏ than, còn có kho vũ khí của Nhật, có bắp, cao lương, bông gòn. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là kho vũ khí của Nhật. Kho vũ khí đó muốn trang bị thêm liên đội 108 chắc chắn là dư sức. Vậy tôi hỏi anh, kho vũ khí dựa vào cái gì để mà vận chuyển? Xe lửa. Xe lửa chạy bằng gì? Bằng than. Vậy là ý gì? Than nằm trong tay của ai chứ? Cái này cô hiểu rõ hơn tôi mà. Anh Tiêu, nếu chúng ta có thể quản lý được than, có phải sẽ quản lý được kho vũ khí không? Không những quản lý được kho vũ khí, người cũng có thể quản lý. Mối làm ăn này, trời ơi, cô đúng là có một cái đầu của nhà bác học. Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Bộ trưởng Tiêu. Bộ trưởng Tiêu. Đồng chí Lý Tứ, anh đi đi, chút nữa tôi quay lại. Thế nào, đạt tới yêu cầu của anh chưa? Thằng nhóc này hay, nhanh như vậy đã ra dáng rồi. Ngực ưỡn lên. Coi đi, chỉ có vậy là không hợp. Cái này không thay được. Tới rất đúng lúc. Lý Tứ đang ở bên trong. Ai? Đồng chí Lý Tứ. Quay lại. Gì vậy? Có nghe lời không? Tới. Quan gia ngõ hẹp, kẻ thông minh sẽ thắng. Anh Tiêu à, còn chuyện này nữa. Ai hôm nay tặc cửu, tôi cảm thấy không được bình thường cho lắm. Anh coi ánh mắt của anh ta, đáng sợ biết bao. Để đảm bảo an toàn, hay là cử hai người trong chừng đi? Tôi sợ xảy ra chuyện. Anh thấy sao? Anh tìm ai? Đồng chí Lý Nhàn Thục, cô cười xong chưa? Tôi cười xong rồi. Ngồi đi.
Hai hôm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ tới những câu cô chửi tôi ngày trước. Mấy điểm đó, tôi sơ lược đôi chút tư tưởng, đã ý như sau. Điểm thứ nhất, hôm đó cô tức giận nói tôi, không có trách nhiệm, cứng đầu đi vào ngõ cụt, không biết uyển chuyển. Tôi nghĩ thông rồi, cô nói rất đúng, sau này tôi sẽ chuyển hướng. Chuyển hướng được thì chuyển, không chuyển được cũng phải chuyển, đúng không? Điều thứ hai, cô nói tôi không có khí phách, nói tôi quên những lời dặn dò của sư phụ trước khi chết, muốn tôi gầy dựng lại Trấn Sơn Hảo. Nói rất đúng, cô nói rất là đúng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi tiếp tục gầy dựng, tiếp tục sinh con. Sinh. Được. Điều thứ ba, cô nói tôi không phải đàn ông. Cái này thì cô nói không đúng rồi. Sao tôi có thể không phải đàn ông chứ? Sau khi tôi về nhà, đã tự xem xét tỉ mỉ, lại trưng cầu ý kiến của các đồng chí trong đại đội, đặc biệt là chỉ đạo viên. Ý kiến của đồng chí Tề Chí Võ, họ đều nhất trí cho rằng tôi là một thằng đàn ông. Vậy sao tôi không nhìn ra? Cô muốn nhìn cái gì? Tôi muốn thấy đầu đội trời, chân đạp đất, gánh vác được, có tri thức, có văn hóa, phải tắm rửa sạch sẽ, đúng không? Mùa xuân tới rồi, mùa đông còn xa không? Đồng chí Lý Nhàn Thục. Không, cô giáo Lý Nhàn Thục. Bắt đầu thôi. Rốt cuộc là sao vậy? Lớn chuyện rồi. Mau cử thêm vài người tới. Cử thêm vài người. Không tới nổi chứ. Anh hiểu anh ta hay tôi hiểu? Đương nhiên là cô hiểu. Đây là hiện tượng hồi dương. Cô nói như vậy là sao? Là sao à? Trước khi sóng gió ập tới, ngàn cân treo sợi tóc, đào núi lấp biển. Anh mau đưa cho tôi súng. Cái này không được đâu. Tôi thấy cậu ta bình thường mà. Lúc nãy không phải còn ngâm thơ à? Tôi nói cho anh biết, anh không đưa thì tôi không vào. Đây, được rồi, cô ở đây chờ. Tôi đi cho người tới. Tiểu Hổ. Qua đây. Đứng nghiêm vào. Bộ trưởng Tiêu, những người này đều tới để học tập à? Môi trường học tập như vậy, đối với một người lạc hậu như tôi, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa, cô giáo Lý đang ở đâu?
Lúc cô ấy đi, có dặn dò tôi, kêu tôi chuẩn bị một chút. Đã qua 6 tiếng đồng hồ, thời gian chuẩn bị cũng đã quá lâu rồi. Cô ấy đi đâu vậy? Vậy tiêu bộ trưởng, từ sau khi cô ấy ra sân thì thầm thì to nhỏ danh xong, sau đó thì mất tích, cô ấy đã đi đâu rồi? Đồng chí Trương Tam, hay là hôm nay học tới đây trước, đừng ngắt lời tôi. Là cậu à? Không phải là cậu sao? Cũng không phải. Là cậu à? Cũng không phải. Là cậu cũng không phải. Cô giáo Lý, xuống đây đi. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt lên được? Dày dò người ta quá. Đồng chí Trương Tam, cậu muốn không rời nửa bước, ở bên cạnh bác sĩ Lý, ở bên cạnh bảo vệ cô ấy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cậu chỉ cần làm một việc: ngoan ngoãn nghe lời, phải chăm chỉ, khiêm tốn học văn hóa với cô giáo Lý. Không được ngủ gật, không được nửa đường bỏ cuộc, không được đau đầu, có nhớ chưa? Nhớ rồi. Được, vậy xong rồi. Này, nhớ đấy, xong chuyện phải trả mắt kính cho tôi. Mọi người cười gì vậy? Sao đông vui quá vậy? Đây là cái gì? Mọi người cười cái gì chứ? Sao không ai trả lời? Lý, Nhàn, Thục, anh, em. Ai kêu các em làm vậy? Là anh ta.
Được, bắt đầu. Lý, Nhàn, Thục, Anh, Yêu, Em. Yêu, Em. Làm lại lần nữa. Lý, Nhàn, Thục, Anh, Yêu, Em. Tốt, tốt. Các đồng chí, làm lại lần nữa. Lý, Nhàn, Thục, Anh, Yêu, Em. Hay, hay lắm. Thằng nhỏ ngốc nghếch ngồi trước bậc cửa, nước mắt ngắn dài đòi lấy vợ. Chỉ muốn lấy vợ, lấy vợ. Muốn lấy vợ để làm gì? Bật đèn nói chuyện, tắt đèn nghỉ ngơi. Gánh nước còn thêu qua. Sao cô ấy lại bỏ đi vậy? Đúng rồi, còn chưa lấy chồng, sao lại khóc chứ? Có phải tôi ở đây làm vướng chuyện không? Mau đi đi. Người trong thôn đều nói cậu điên rồi. Cái thằng này cậu điên lên rồi à? Mất mặt quá đi. Không chỉ mất mặt mỗi mình cậu, mà là mất mặt trung đoàn 4 chúng ta. Khiến cho bà con trong thôn chúng ta coi bộ đội chúng ta như thế nào. Khi không kiếm chuyện, khi không kiếm chuyện, cậu giết lung tung cái gì vậy? Cậu nói đi, cậu giết lung tung cái gì vậy? Tôi không giết lung tung. Vậy cậu có biết cái này là ý gì không? Tôi biết. Là ý gì? Tôi yêu cô ấy. Hả? Cậu yêu cô ấy? Cậu yêu cô ấy giống như chữ viết trên đây à? Trời ơi, tức chết thôi. Là anh dạy tôi phải yêu thương mà. Trương Tam ơi, yêu thương mà cậu nói là có ý gì chứ? Tôi lớn chừng này rồi. Chưa từng gặp cha của mình. Cũng không biết mẹ tôi như thế nào. Không biết trông như thế nào à? Không có anh chị em. Sư phụ tôi và các anh em đều đã chết hết, bị bọn Nhật nổ tung chết. Bây giờ Dương Sảo Nhi cũng chết rồi. Ở trong lòng tôi thương nhất là hai người phụ nữ. Người tôi nhớ thương nhất, một là Dương Sảo Nhi, hai là Lý Tứ. Cái khác tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi rời khỏi Sảo Nhi có mấy ngày, tôi không ở bên cô ấy thì Sảo Nhi đã bị giặc bắn chết. Bây giờ Tứ Nhi, tôi phải bảo vệ cô ấy. Cho dù là một sợi lông cũng không được mất, không được bị bệnh gì. Nếu cô ấy lại xảy ra chuyện, tôi làm sao mà sống chứ? Dù sao muốn chết cũng phải là tôi chết trước. Bây giờ cô ấy với Quách Văn Chí gây nhau rất căng thẳng, gây nhau gà bay chó chạy. Anh coi, ai còn cần cô ấy chứ? Không cần thì thôi, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời. Anh nói coi, Trương Tam. Nhưng mà bây giờ cậu hù người ta bỏ chạy, người ta không muốn gặp cậu nữa. Tứ Nhi số khổ. Tôi phải ở bên cạnh cô ấy.
Mau chúng tập hợp. Tập hợp. Nhìn bên phải thẳng. Nhìn trước thẳng. Lên xe. Bắt dịch. Vẫn còn chưa hoàn hồn lại à? Không phải anh. Không phải anh không muốn cho cô ấy thuốc. Nhưng mà cô ấy không hiểu anh chút nào cả. Lão gia, cái tật yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn của anh, tới bao giờ mới có thể thay đổi? Khó lắm. Hồng à, Hồng à, anh biết em tốt với anh, nhưng mà anh không sao vượt qua được cú giáp này. Thiếu gia, vào đi. Thiếu gia, nhị phu nhân, có chuyện gì? Bọn Nhật xuất quân từ Bắc Dịch, có tin tức mới, nói là muốn tiến đánh chúng ta. Có chính xác không? Thiếu gia anh coi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ban đầu chúng ta không nên khai chiến cùng chúng, bây giờ rõ ràng là tới trả thù. Đúng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Chuyện này không đơn giản như vậy. Muốn trả thù chúng ta, sao phải tập kết ở Bắc Dịch? Chẳng lẽ giữa Bắc Dịch và Thanh Khê Trấn là nhất mã bình xuyên? Đúng rồi. Chẳng lẽ là đánh Bác Lộ trước, sau đó mới đánh tới chúng ta? Họ giao chiến với Bác Lộ chưa? Vẫn chưa. Ngược lại, còn chủ động nhường ra thôn trương. Bọn Nhật lại sợ Bác Lộ à? Không tới nỗi như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, là bọn Nhật muốn lợi ích lớn hơn. Lợi ích lớn hơn gì? Bác Dịch thông qua đâu? Thông qua đâu? Qua Ký Trung. Ký Trung có Bác Lộ quân, trực tiếp uy hiếp tới Bắc Bình. Xem ra bọn Nhật đang nhắm vào Bác Lộ. Trung đoàn trưởng, bọn Nhật xuất phát từ Bắc Dịch. Nhánh quân đầu tiên sắp tới gần chúng ta. Từ Bắc Dịch xuất phát sao? Vậy là sao? Anh Tiêu, hỏi cấp trên tình hình đi. Hai đứa nó sao rồi? Hai đứa nào? Giả bộ à? Không nói chuyện. Tại sao? Tôi cũng không biết. Cậu không biết làm chỉ đạo viên kiểu gì vậy? Anh lại nói tôi nữa rồi. Họ không nói chuyện, tôi biết làm sao chứ. Đi, gọi hai đứa nó tới. Sao bây giờ ngay cả cậu cũng không nói chuyện? Trung đoàn trưởng à? Hay là anh tự gọi đi? Các đồng chí, bọn giặc muốn tiến hành càn quét căn cứ địa của chúng ta. Liên đội 108 thành Triệu Dương cũng nhận được lệnh tham gia càn quét lần này. Thượng cấp lệnh cho chúng ta phải nghĩ đủ mọi cách giữ chân liên đội 108, không để nó tham gia hành động tác chiến. Nhiệm vụ cụ thể của chúng ta là phối hợp đồng chí trong thành tiến hành khởi nghĩa. Nghĩ đủ mọi cách kìm chặt liên đội 108 ở khu Triệu Dương. Nhưng bây giờ có tình huống mới.
kẻ địch cho ngụy quân ở thành Triệu Dương đã phái một tư lệnh phòng thủ mới. Người này tên là Tần Đạo. Người này là Đại Hán Giang. Hắn cấu thành nỗi uy hiếp rất lớn cho đồng chí ở trong thành. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải tiêu diệt Tần Đạo. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, chỉ có thể lấy mưu, không thể lấy vũ lực. Có nghĩa là nhiệm vụ lần này tôi với Trương Tam hoàn thành đúng không? Bộ trưởng, Trung đoàn trưởng, tôi có một khẩn cầu. Nói đi. Khẩn xin thứ nhất, đây không phải là khẩn cầu mà là vấn đề thứ nhất. Cậu nói, vấn đề thứ nhất, vậy có phải là chỉ cần giết chết một mình Tần Đạo là được? Đúng. Còn thứ hai? Thứ hai chính là, thứ hai là khẩn cầu, tôi xin phép một mình tôi đi là được rồi. Tại sao không cho tôi đi? Một mình tôi là đủ. Không phải nói một mình Trương Tâm là đủ. Anh là thủ trưởng à? Gì vậy? Chơi đồ hàng à? Chẳng ra làm sao cả. Ra ngoài đi. Thấy chưa hả? Bộ trưởng, đây là thái độ gì? Cậu Tề, cậu Tề, phần tử tri thức anh mà như vậy à? Cậu Tề, Lý Tứ, Lý Tứ, cô qua đây. Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhiệm vụ lần này, hai người không phải đơn độc. Đồng chí trong thành sẽ tiếp ứng cho hai người. Ai vậy? Cô có quen đấy. Phó Quang Du. Tôi biết cậu thương em của cậu, nhưng mà nhiệm vụ lần này buộc phải hoàn thành. Hai người phải mai phục ở trong thành Triệu Dương, tìm cơ hội. Lúc này cũng có khả năng xảy ra giao chiến trực tiếp. Em nhà cậu Trành Bọn Nhật cũng chỉ có cô ấy mới giúp được cho cậu. Tôi chỉ còn mình nó là người thân. Không được, nói gì cũng không được. Cậu yên tâm đi, an toàn của Lý Tứ cũng đã được bảo đảm. Hai người không chiến đấu đơn độc, cậu có hiểu không? Tôi không hiểu. Nói gì cũng không được, bộ trưởng à. Tôi chỉ có duy nhất một mình nói là người thân. Đừng nói nữa, để chỉ đạo viên bắn chết tôi đi. Trương Tam mà. Tôi hỏi một lần nữa, đã hiểu rõ nhiệm vụ chưa? Còn cô? Tiêu diệt tư lệnh ngụy quân, các đồng chí có thể thuận lợi khởi nghĩa, khống chế bọn Nhật ở Triệu Dương. Cửu à, đánh cho tốt. Súng của cậu liên quan tới tính mạng của mấy chục ngàn người. Đánh xong, về đây, tôi mời cậu ăn canh bông bóng. Chỉ đạo viên à, anh hứa mời tôi ăn canh bông bóng bao nhiêu lần rồi? Tới bây giờ, ngay cả bột bông bóng tôi cũng không nhìn thấy. Lần này chắc chắn có thể ăn. Là thật hay giả đây? Thôi được. Không được rồi Tứ Nhi à. Anh vẫn không chắc. Cái vai này của anh cảm thấy không ổn. Anh thử lại xem sao.
vẫn không chắc lắm. Tứ Nhi à, vai của anh không được chắc cho lắm, nắng chỉnh giùm cho anh, mau lên. Đi, đi, mau lên, dừng lại. Giấy tờ đâu? Cậu tới thăm bà con à? Đúng. Qua đi. Cảm ơn. Đi, đi đi. Mấy cậu tới đằng trước chờ tôi. Trưởng quan, cái này là cây đào hay là cây lê? Tôi hỏi anh, đây là cây đào hay là cây lê? Không phải cây đào, cũng không phải là cây lê, là củi thôi. Vậy thì khiêng về nhà giúp tôi. Tôi tự giới thiệu, tôi họ Mã. Hai người gọi tôi là Mã Ngủ được rồi. Mã Ngủ, Mã Ngủ, Mã Ngủ. Ở đây chờ tôi một chút, tôi ra ngoài có việc. Anh làm việc gì? Biết nhiều rồi, nguy hiểm. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Đối chiếu ám hiệu mà cũng. Cút đi. Cả đoạn đường nói năng vô tri. Còn ra quai à? Tứ Nhi à, cái gì? Phòng vệ sinh ở đâu? Cái anh này không trên thì dưới. Em có đi không? Không. Nhìn gì vậy? Đẹp đẽ gì đâu mà nhìn. Chỉ là mây thôi. Anh coi, đám mây này đẹp biết bao. Bọn Nhật đúng là đáng chết. Ngắm sắc mây là giả.
Đang không yên tâm mà. Tặc cửu này khi nào mới khiến tôi đỡ lo đây chứ? Đúng là đẹp thiệt. Quang nghinh, nhiệt liệt quang nghinh. Quang nghinh, nhiệt liệt quang nghinh. Anh là Tần Tư Lệnh từ Nam Kinh tới à? Trời ơi, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện ở Túc Châu tôi được nghe như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt đúng là quá vinh hạnh. Vinh hạnh. Lần này tôi tới là để vạch trần một số người đang đeo mặt nạ, mà những người đó không biết chừng là bạn bè của anh, người anh em, thượng cấp hoặc là hạ cấp. Họ đều chết trước mặt của anh. Có gì đâu mà anh cảm thấy vinh hạnh. Thành Triệu Dương bây giờ rất nguy hiểm. Nói không chừng tới lúc nào đó anh sẽ lấy súng từ trong túi quần của mình nhắm thẳng vào đầu của tôi. Anh không sao chứ? Tần Tư Lệnh, mau dẹp hết qua. Đường xa mệt nhọc, mau lên xe đi. Mau. Súng. Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Mấy người muốn làm gì? Này, tránh ra, tránh ra. Tư lệnh, tôi xuống xem thử. Này, có chuyện gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra cho tôi. Mau, mau, quay xe. Mau. Tư lệnh, tư lệnh không sao chứ? An toàn rồi, mau lái, mau. Tới bộ tư lệnh tổng cộng có mấy con đường?
hai con đường. Dừng xe. Quay lại đường phủ. Tới quân cảnh Nhật của bộ tư lệnh. Mau lên. Dạ. Nghe quy danh của Chân Điện Trung Tá đã lâu. Hôm nay may mắn có thể thoát nạn, cũng nhờ Trung Tá ra sức bảo vệ. Tại hạ nhất định không phụ hậu ái của Hoàng Quân, tìm ra nội gián, loại bỏ trộm cướp. Tôi đoán chắc hắn đang dò la chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn không biết rốt cuộc là hắn đang ẩn nấp ở chỗ nào. Nếu là ta thì làm sao ta vào được? Tần tư lệnh, để đảm bảo an toàn cho anh, tối nay anh ở lại đây ăn cơm. Còn nữa, tôi nghe nói anh có thói quen ăn khuya. Tốt nhất nên bỏ thói quen đó, không tốt cho sức khỏe. Ôi trời, mạng súc sinh này cũng cứng thiệt. Mã Ngũ nói tên này bị hen suyễn, cái này có độc chết hắn không? Sặc chết mất thôi. Lý Tử, cô làm cái này là cái gì? Có tác dụng gì không? Đó là aspirin, có thể làm giãn mạch máu nhanh. Nếu trộn một lượng lớn cùng với phấn hoa sẽ khiến cho cơ bắp co cứng và ngạt thở tới chết. Miệng rộng mà. Hai cái đẹp hay là một cái đẹp? Mới tới còn chưa quen. Ngày đầu tiên đừng để xảy ra chuyện. Tối mai tới chỗ tốt hơn. Dạ được. Mì xong rồi. Để vào đi. Rau và mì của anh xong rồi. Rau để ở dưới. Đi. Anh đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Bờ vai này của anh đúng là vững chãi quá đi. Sốt ruột như vậy làm gì? Anh đi cùng em, chúng ta về nhà chơi đi. Không được, không được đâu. Không được. Chơi với em đi, đừng xấu hổ mà. Đừng xấu hổ.
Cái này không được động vào, không được động vào. Cái này không được, không được động vào. Xin lỗi, xin lỗi. Anh trai đó thật là đẹp trai. Đẹp trai quá đi. Cậu có giấy thông hành không? Có. Đi. Đi thôi. Báo cáo. Vào đi. Bữa khuya của anh đã có. Còn thông tin về các sĩ quan nổi dậy thì sao? Tư lệnh, vẫn đang điều tra thông tin về các sĩ quan nổi dậy. Nhớ lấy, thà viết sai 1.000 chứ không được bỏ sót một người. So với lợi ích cho người cung cấp thông tin, giá của một viên đạn không đáng kể cho lắm. Dạ. Là một quân nhân, từ sáng tới tối phải luôn duy trì tác phong chỉnh tề. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Đứng lại. Chỉnh đốn tác phong lại ngay. Đi đi. Tư lệnh, mau, mau, tư lệnh, mau. Mau, tư lệnh, ráng lên một chút.
giới nghiêm toàn thành, tra xét từng nhà mộ. Dạ, hành động. Tập trung tìm kiếm khu dân cư và nhà nghỉ trong khu vực quân sự. Có cần cảnh giác với lực lượng phòng thủ trong thành phố không? Còn phải hỏi à? Đã rõ. Đi. Đợi đã. Mã phó quan, anh đi đóng cửa thành đi. Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau. Mau lên. Mau. Mau lên. Anh Mã, tình hình sao rồi? Thành công rồi. Nhưng mà hai người họ vẫn chưa ra ngoài được. Cậu Du, tôi muốn bàn bạc với cậu. Chúng ta ra tay trước. Chân điện phong tỏa toàn thành. Trong tay tôi còn có mấy viên sĩ quan, thái độ của họ cũng rất nhập nhằng. Đi, chúng ta vào trong rồi nói. Không đi được rồi. Đi bên này, giới nghiêm rồi. Chắc không phải tìm chúng ta chứ? Không sao đâu. Làm sao mà nhanh như vậy? Anh Mã, anh mau về đi. Để muộn, bọn chúng sẽ nghi ngờ anh. Chờ thêm đi. Người chưa quay về, tôi không thể yên tâm được. Mau lên, mau lên. Mau lên. Lão gia. Lão gia, đừng hốt hoảng, từ từ nói. Bên ngoài đang có mấy tên lính Nhật. Có hỏi gì không? Họ nói kêu ông qua đó một chuyến. Xem ra hôm nay phải đi một chuyến thật rồi. Cậu Du, cậu ở đây chờ bọn họ. Tôi đi đối phó với bọn quỷ. Đi. Dạ. Anh Mã, chú ý an toàn. Cách 9:40 còn 2 tiếng. Tuyến đường rút lui không có vấn đề gì chứ? Hai phương án dự phòng, có về được hay không thì phải xem vào bản thân của họ. Không được rồi. Em mệt quá rồi. Thật sự đi không nổi nữa. Em không phải. Em đừng đạp lên nền đất lạnh. Em đạp chân anh. Mau lên. Đạp lên chân của anh. Lúc ở Nhật đã không thích mang kiểu giày này rồi. Ngón chân của em sắp đứt ra rồi. Miệng rộng không thấy chúng ta, chắc là rất sốt ruột. Sao số của em tốt quá vậy? Muốn giày thì có giày. Tới ngay rồi, đừng sốt ruột. Miệng rộng, miệng rộng. Thế nào rồi? Hai người đúng là lợi hại. Lúc nãy tôi tới chỗ hẹn tìm hai người, không tìm thấy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên chạy tới chỗ bệnh viện xem. Thì nghe thấy tiếng khóc ở trên lầu của bệnh viện. Sau đó một đống người thiên, một người chết, che vải trắng. Sau đó đi theo hướng nhà xác rồi. Là Tần Đạo sao? Tôi nghe nói là một viên quan lớn, vừa mới lên chức ở Triệu Dương, chết do dị ứng phấn qua. Cô ấy cũng dị ứng phấn qua à? Cậu mau đưa về cho cô ấy. Mau lên. Chờ một chút. Nếu người chết không phải là hắn thì sao? Chắc chắn phải. Mau đưa về cho cô ấy. Mau mau. Mang vào. Mau lên. Thế nào? Chiêu của em có lợi hại không? Mau lên. Xét. Xét. Đi mau đi mau. Xét. Có lẽ hắn vẫn còn chưa đi xa.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, xem có sơ sót nào không. Cơ bản là không có. Thế nào gọi là cơ bản không có? Ngoài nơi ở của người Nhật ra thì chúng ta đều xét hết rồi. Nhưng mà không cần lo ngại, hành động đi. Đã rõ. Xuất phát. Chạy thôi, đuổi theo. Đuổi theo. Không bị thương chứ? Không sao. Miệng động không sao chứ? Không sao. Không sao thì tốt. Đi. Chia ra tìm. Các người đi bên đó. Anh làm sao đây? Mau nghĩ cách. Em nói chuyện với anh đấy. Mau nghĩ cách đi, rốt cuộc phải làm sao? Đừng hét nữa, để tôi nghĩ cách. Miệng rộng, cậu hỏi cô gái đó, gần đây có bệnh viện nào của người Nhật không? Không phải chứ, anh là ai? Đã là lúc nào rồi, còn dám tới bệnh viện của người Nhật. Tứ nhi bị thương, xuyên thủng phải mổ, phải tới bệnh viện của người Nhật. Mau hỏi đi, còn hỏi bây giờ đã. Mau hỏi đi. Cảm ơn, tạm biệt. Y Đặng, chúng tôi bạn bè Y Đặng, tôi là Y Đặng. Lục xét. Lục xét. Y Đặng, bạn bè Y Đặng, tôi là Y Đặng. Miệng rộng, đừng nói nữa, có người tới rồi. Chuyện gì vậy? Nghe lệnh của tôi, triệu tập toàn thể kiều bào tới quảng trường tập hợp. Dạ. Xin chú ý, sau khi nghe phát thanh,
toàn thể cư dân kiều bào Nhật nhanh chóng tới quảng trường tập hợp. Xin cảm ơn. Cư dân kiều bào nghe thấy tiếng phá thanh, lập tức tới quảng trường tập hợp. Là cô ấy bị thương rồi, bị bắn thương rất nặng, phải phẫu thuật, có biết không? Phải tới bệnh viện làm phẫu thuật, phải mổ, có biết bệnh viện không? Bệnh viện của người Nhật biết không? Hỏi Tứ Nhi đi. Bệnh viện nói thế nào đi? Bệnh viện Nhật. Cái gì? Bệnh viện. Bệnh viện của mấy người? Ở đâu có? Anh nói là bệnh viện sao? Ra khỏi cửa, quẹo phải tới cuối đường, rồi quẹo trái, cuối đường nữa, quẹo phải. Vừa nhìn là thấy rồi. Cái gì? Cô biết nói tiếng Trung Quốc? Một chút thôi. Lúc nãy sao không nói? Thì tại anh luôn nói tiếng Nhật mà. Lắm lời. Miệng rộng. Qua đây. Có ba việc chính. Chúng ta phải thay quần áo. Chuyện thứ hai, trả tiền thuê người, thuê xe để Tứ Nhi. Cổng cô ấy thì rất dễ bị phát hiện. Chuyện thứ ba, phải tìm một thứ có thể chứng minh Tứ Nhi là người Nhật. Có thể chứng minh cô ấy là người Nhật. Vất vả rồi, xin cảm ơn. Báo cáo trung úy, ngoài gia đình Tiểu Lục Nguyên ra, tất cả đều có mặt. Hành động. Bác sĩ nói thế nào? Cứu mạng đi, bác sĩ. Cứu mạng đi, bác sĩ. Cứu. Bác sĩ, cứu, bác sĩ, xin hãy cứu mạng, xin hãy cứu mạng. Im lặng, im lặng. Anh là người nào? Cái gì? Bác sĩ, xin hãy cứu mạng. Anh là người Trung Quốc à? Không phải. Tôi là... Ba tôi. Ba tôi là người Cửu Châu. Tôi là kết tinh của hữu nghị Trung Nhật. Được rồi. Chúng tôi chỉ chữa cho người Nhật. Cô ấy là người Nhật. Giấy tờ. Tôi hiểu rồi. Đây, không phải cái này. Giấy tờ là giấy tờ. Người Nhật. Cái này đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cái này. Đây đây. Tiểu Lục Nguyên gia đại. Tiểu Lục Nguyên. Không sao chứ. Người Nhật, Tiểu Lục Nguyên. Bị súng bắn. Bị súng bắn. Đưa vào phòng phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Xin chào. Đi theo tôi. Alo. Nối máy quân cảnh. Tôi là bác sĩ chủ trị ở bệnh viện Nhật Sa Mộc Vĩnh Hòa. Tôi vừa nhận được một bệnh nhân tự xưng là Tiểu Lục Nguyên gia đại. Súng bắn thương, nên làm sao? Bác sĩ, phải làm sao đây? Ngưng phẫu thuật. Chờ quân cảnh tới rồi nói. Dạ, ngưng phẫu thuật.
Mau cứu người cho tôi mau lên. Có biết nói tiếng Trung không? Tôi biết. Qua đây. Nói với hắn, mau cứu người cho tôi. Người này nếu có tổn thất gì, nhìn thấy chưa, dao này sẽ đâm vào. Cô nói với hắn, ở bệnh viện này có lựu đạn và địa lôi, chúng tôi đã đặt xong hết. Nếu hắn không cứu chữa người, bệnh viện sẽ nổ tung, tất cả sẽ chết hết. Nói cho hắn biết. Anh ta nói, nếu như ông không cứu chữa người, sẽ lập tức lấy dao đâm chết ông. Hơn nữa, trong tòa nhà này đều gài lựu đạn và địa lôi ở xung quanh rồi. Nếu như ông không chịu cứu chữa thì sẽ cho nổ tung ngay. Vậy tòa nhà này sẽ nổ tung, tất cả chúng ta sẽ phải chết chung. Hắn quý gì để hiểu chưa? Ông đã nghe hiểu chưa? Cũng chỉ đành như vậy. Ông ấy đã đồng ý. Đồng ý rồi đúng không? Này này, cứu ông ta trước. Không có người. Không sao chứ? Đám người đó tới bệnh viện rồi. Bắt đầu phẫu thuật. Trung đoàn trưởng, cậu không sao chứ? Không sao. Vậy người đâu? Không đón được. Không đón được à? Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi. Không biết hai đứa đó sau khi thành công có chạy thoát không. Kẹp cầm máu. Mau tra xét. Ông muốn chết có phải không? Mau lên đi. Cô mau dịch cho ông ta đi. Nửa câu trước dịch không? Không cần. Nói ông ấy không cần sốt ruột, từ từ mà làm. Anh ta nói không cần sốt ruột, từ từ mà làm. Cô lấy thuốc giảm đau cho ông ta đi. Lấy thuốc giảm đau cho ông ta. Dạ, dạ.
Trưởng quan, bên trong lại. Tiểu Lục Nguyên Gia Đại. Xin đứng lên. Dạ. Anh là người nào? Trưởng quan. Thật ra tôi là thương nhân. Thương nhân à? Ở đây không phải là nơi người Trung Quốc nên tới. Vậy sao? Tôi là người Nhật mà. Cô hỏi ông ta còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa? 2-3 phút nữa thôi. Ba tôi là người Mãn Châu. Còn mẹ? Hoàn thành rồi. Ông ấy nói phẫu thuật đã xong. Đừng chạy lung tung. Toàn bộ ra ngoài. Trung tá. Đã lâu không gặp, người bạn cũ. Thả em gái tôi đi. Kỹ thuật của Đại Đế Quốc Nhật Bản chúng tôi có giỏi không? Thả người. Chỉ cần thả em gái của anh à? Hắn không cần thả sao? Đừng nói là hai người. Toàn bộ người ở đây, tôi có thể không cần. Tôi chỉ cần anh. Có được không? Đúng là tôi có ý này. Thả hắn đi. Miệng rộng. Mã miệng rộng. Đẩy em gái tôi đi. Đẩy em gái tôi đi. Đẩy đi giúp hắn. Làm sao vậy hả? Tạc Cửu, anh đúng là một đại anh hùng. Từ ngày đầu tiên quen biết anh, tôi đã cảm thấy mình không theo kịp anh. Mãi cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tôi không nghĩ như vậy nữa. Tại sao chứ? Bởi vì ông đây cũng được. Coi đi,
coi cái dáng vẻ ra quai của cậu. Này này, bắn chết tôi. Bắn đi, có dám không? Ông đây đi, rồi sẽ nghĩ cách cứu anh về. Đuôi rùa, đuôi rùa, mau giúp ông. Có thấy không, khiêng đi. Miệng rộng. Gì hả? Hai người không sao thì nói tôi biết một tiếng. Nói vậy chẳng phải thừa lắm sao? Có cần anh phải nói không? Anh tưởng ông đây đi rồi không quay lại đúng không? Ông sẽ tự nghĩ cách. Trung tá, tôi đi giải quyết họ. Ai cũng không được đi theo em gái tôi. Ai dám đi theo thì tôi sẽ cùng những người ở đây ôm nhau chết chung. Anh tưởng tôi tới đây tay không à? Lựu đạn địa lôi đang chờ mấy người đấy. Đừng có làm chuyện nông nổi. Cậu coi cái người đó, chân trung chảy như vậy, hắn đi làm sao mà được? Không có giấy xuất thành tôi ký tên, hắn ta có ra được không? Người bạn cũ, tôi cảm thấy anh ta nói có lý. Tôi mặc kệ, tôi chờ tin tốt. Nếu anh dám giết chết em gái của tôi, anh có biết hậu quả gì không? Đi đi.